Hả? Nhi à? Dạ. Em thay đồ đi, tí đi gặp bạn anh tí nha. Dạ em biết rồi. À, xíu nữa em mặc đẹp xíu nha. Em là niềm hãnh diện của anh á. Nhanh nhanh Nhi ơi. Dạ dạ em đến liền. Ê, chào tụi mày nha, lâu ngày quá. Em ngồi đi. Trời xinh vậy, ngồi đi bạn. Cho hai ly chạy phía đao đi bạn. Cho. Ngày hôm nay em làm anh mất mặt á, anh có biết không hả? Em cũng biết tự ti vậy, chẳng qua là em muốn tiết kiệm cho cái gia đình này thôi mà. Xin lỗi nha, à, hôm nay tao tiến về thì em là con gái mà không phải chăm chút ngoại hình xíu nhá. Người khác nhìn vào cũng khó chịu, ủng hộ gì là anh. Anh không muốn vợ anh á bị người khác cười cợt vì những điều đơn giản như vậy đâu. Đây, anh có món quà cho em nè. Này là gì vậy? Đây là siêu dưỡng thâm 5X nhà Beho Lady đó. Lúc trước ban đồng nghiệp anh nó cũng bị thâm nách, sau một thời gian sau lại thấy không còn thâm nữa. Anh hỏi thì mới biết á, là cái kem này nè, nó giúp làm mờ thâm nè, với lại còn giảm mùi hôi nữa đó. Cái này hồi đợt trước anh thấy Vi cũng xài đó. Ai dùng thử đi. Chào ơi, anh coi nè. Thu đi để lại lá vàng, xin xong để lại nỗi kinh hoàng vì nách thâm. Các bạn à, con gái yêu bằng tai nhưng mà con trai yêu bằng mắt nha. Đàn ông chúng tôi á thường ít khi nói ra nhưng mà rất hay để ý đó. Các bạn đừng để những khuyết điểm nhỏ như thế này làm mình trở nên mặc cảm và tự ti nha. Phụ nữ là để yêu thương mà. Các bạn á, ai bị thâm nách nè, thâm vùng bikini nè thì liên hệ ngay chị Tali Tali để được xóa thâm nhanh chóng nha. Đừng quên là lưu video này về và nói là biết sản phẩm này từ Phước nha. Chúc các bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp nè.